của mình ướt hết này các bạn. Còn là mưa đá này các bạn. Hiện tại ở trên này thì có tối nay trận mưa đá này to nhất các bạn. Mưa đá rất là kinh khủng luôn. Hiện tại mình đang cái ít rau này, hiện tại mưa đá đã ù vào. Các bạn mình ướt hết này. Thành ăn. Chết rồi các bạn ạ. Cái ngói nó bay hết rồi này. Mất cả hai cây ba cây ngói rồi. Này chỗ này ok. Toàn là mưa đá này các bạn. Kinh khủng luôn. Tất cả nơi tiết ra thì mình ướt hết. Trận gió rất là quá là mạnh. Nhà mình đã nát hết rồi. Bay hết hai cái ngói này. Chết rồi hôm nay. Mưa vào tràn vào nhà hết rồi, gần gặp hết trong nhà. Cả ngói bay. Tại mình đang đứng ở trong nhà không có chỗ nào để che nắp cả. Mình giờ mình quần áo ướt hết này các bạn. Ngói bay hết, tóc hết cả mái nhà. Mưa đá rất là dày này các bạn. Ngay ở trong nhà mình này. Quá là kinh khủng luôn này. Được mấy chậu này. Lấp tất cả nước sân lai này. Này các bạn. Dày không? Hơn 20 phân này. Kinh khủng luôn. Mưa đá này. Rồi kinh khủng luôn. Rồi dày hơn 20 phân. Bạn này, đến trong nhà này. Quá là lạnh, mưa đá quá là to này bạn. Mưa đá rất là nhiều, kinh khủng luôn. Nát bằng cả cái cỏ lá này. Nát hết các bạn. Cơn bão nước đi qua này, và mưa đá kinh khủng lên tới chối rồi. Người dân thiệt hại rất là nhiều. Theo cái dọc khe suối đi, gió rất là mạnh các bạn. Trên tận trên kia nát hết cả chuối cân của người dân, tương lai vân bóng. Chuối nát hết này các bạn.
nhau buồn vậy. Này các bạn, trận mưa đá hôm qua đã khiến tất cả các cây chuối của người dân ở Lai Châu, huyện Phong Tổ này, ở xã Malifo này, bản Tèn Xin, cây chuối hoa màu của các người dân này đã bị nát hết này. Thiệt hại rất là nhiều các bạn ạ. Trên kia mặt đường và dưới mặt đường này, tất cả các cây chuối hoa màu đã bị nát hết. Nói chung là chuối vừa mới tành hoa ra hoa thì nói chung chuối vừa nhỏ thì không tanh bán nữa, nát hết cây chuối các bạn ạ, thiệt hại quá nặng nề luôn. Trận mưa đá này chưa từng xảy ra ở đây, vừa mới nhìn thấy quá là mạnh các bạn ạ.